chào quý vị khán giả. Chương trình trang truyền hình địa phương huyện Bạch Thông kỳ này có những nội dung chính sau. Bạch Thông tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ghi nhận phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập ở Bạch Thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay, huyện Bạch Thông đầu tư hơn 13 tỷ đồng để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, nguồn vốn chủ yếu thực hiện ở các xã Quân Hà, Cẩm Giàng, Tân Tú, Quang Thuận, Dương Phong. Các mô hình dự án được triển khai dựa theo tiềm năng thế mạnh của địa phương như dự án hỗ trợ chăn nuôi cá, hỗ trợ trồng cây ăn quả, thực hiện hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất như chăn nuôi lợn sinh sản, nuôi gà, nuôi cá. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ một số máy móc như máy xào chè, máy bơm nước, nhà lưới để sản xuất rau an toàn, qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho nhiều hộ dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị khán giả, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân của huyện Bạch Thông đạt trên 10.230 tấn, tăng 223 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng thóc tăng 150 tấn, ngô tăng 74 tấn. Mặc dù qua thống kê, diện tích gieo cấy lúa và ngô xuân của huyện giảm 16 ha, nhưng sản lượng lại tăng. Để có được kết quả đó là do huyện đã chỉ đạo tốt công tác sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ, tích cực chỉ đạo người dân đưa các giống lúa ngô mới có năng suất, chất lượng vào gieo trồng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn của huyện luôn bám sát địa bàn, phát hiện hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho cây trồng, cũng đã góp phần tăng sản lượng lương thực của huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bạch Thông hiện có trên 1.000 hộ hội viên nghèo, chiếm gần 18% tổng số hộ hội viên. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phấn đấu giúp đỡ 240 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó có 21 hội viên phụ nữ nghèo đứng chủ. Để đạt được mục tiêu giúp đỡ hội viên thoát nghèo đề ra, ngay từ đầu năm, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với ban xóa đói giảm nghèo của xã, thị trấn, ra soát hộ hội viên nghèo để đưa ra các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng hộ, khuyến khích các hộ có điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được mượn đất canh tác, hỗ trợ con, cây giống, cho vay vốn không tính lãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được tiếp cận vay vốn ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp với lãi suất thấp và các nguồn vốn khác như quỹ SUFA, quỹ 3PAD, quỹ chung sức vì cộng đồng để phát triển sản xuất, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Thưa quý vị khán giả, là huyện thuần nông có diện tích đất nông nghiệp lớn, trong những năm gần đây, huyện Bạch Thông đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thấy hiệu quả kinh tế từ trồng các loại cây màu, từ năm 2016, gia đình bà Nông Thị Hà, thôn Nà Cù, xã Cẩm Giàng đã chuyển đổi toàn bộ đất ruộng lúa gần 3.000 m² sang trồng một số loại cây màu như dưa lê, bí xanh và một số loại rau xanh khác. Bà Hà cho biết, mặc dù trồng cây màu đòi hỏi kỹ thuật và công chăm sóc có khó hơn so với trồng cây lúa, nhưng thu nhập lại cao hơn so với trồng lúa rất nhiều. Do vậy, không chỉ gia đình bà mà nhiều hộ trong thôn đã chuyển đổi đất ruộng từ trồng lúa sang trồng rau màu và cây ăn quả. So với cây lúa thì nó hơn cây lúa, nó hơn tương đối. Nếu như mà trời thời tiết thuận lợi ấy, thì là nó hơn nhiều. Bác thì cứ tự trồng xong rồi là tự mang lên đường để bán. Được từng nào thì mình dùng từng đấy. Nhằm đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hàng năm huyện đã chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng tập trung, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện liên kết trong sản xuất để tạo ra giá trị hàng hóa, định hướng phát triển kinh tế hợp tác xã, phát triển các sản phẩm OCOP. Một số cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như cây cam quýt đến năm 2019, tổng diện tích toàn huyện là 1.570 ha, trong đó có trên 1.250 ha cho thu hoạch, giá trị đạt trên 100 tỷ đồng một năm. Cây thuốc lá, cây ổi, cây chè và cây hồi cũng đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, giá trị sản xuất mỗi năm đạt từ 10 đến 15 tỷ đồng. Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo người dân thực hiện chuyển đổi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa của địa phương, chỉ đạo người dân sử dụng các giống lúa, hàng hóa có chất lượng cao như giống lúa Jamonica gắn với doanh nghiệp thực hiện ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất cam quýt tập trung tại các xã Dương Phong, Đôn Phong, Quang Thuận. Trong 5 năm qua, huyện cũng đã chỉ đạo người dân
chuyển đổi trên 250 ha diện tích đất lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như cây ổi, cây chè, rau màu các loại có giá trị cao hơn. Để tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho bà con, những năm gần đây, huyện Bạch Thông đã đưa vào một số dự án về phát triển nông lâm nghiệp như dự án phát triển cây cam sành, dự án cải tạo, nâng cao chất lượng cây mơ vàng, chuyển đổi được 200 ha đất trồng lúa, ngô sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, liên kết với doanh nghiệp thực hiện mô hình gieo trồng lúa hàng hóa CO2. Bình quân mỗi năm, huyện thực hiện diện tích đất ruộng đạt giá trị 100 triệu đồng một ha, khoảng 500 ha, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị khán giả, những năm qua, công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập trên địa bàn huyện Bạch Thông đã được Hội Khuyến học, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các gia đình và trường học tại địa phương chú trọng, tạo nên phong trào thi đua học tập sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập đối với sự phát triển của xã hội, thời gian qua, Hội Khuyến học huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Đồng thời, hội tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Nhiều dòng họ có những cách làm hay, động viên các gia đình, con cháu thi đua học tập. Thì dòng họ Vũ chúng tôi là luôn luôn là quan tâm, động viên các gia đình trong dòng họ, rồi là con em trong dòng họ là tích cực học tập. Hàng năm được cứ đến ngày 16 tháng giêng là chúng tôi tổ chức là họp dòng họ để dỗ tổ dòng họ, đồng thời cũng là để tôn vinh những các cháu trong dòng họ mà học sinh có thành tích từ tiên tiến rồi là học giỏi ở các cấp bậc học để động viên kịp thời các cháu. Nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình, dòng họ học tập, các địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư cho công tác khuyến học khuyến tài như vận động các ngành, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tích cực tham gia góp công sức để đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập, làm nhà nội trú dân nuôi. Thông qua các hoạt động đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học thực hiện các hoạt động dạy học. Bên cạnh đó, ban giám hiệu các trường học, hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, vận động dòng họ tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, xây dựng các mô hình câu lạc bộ khuyến học, đôi bạn cùng tiến, giúp bạn vượt khó, đã góp phần cùng huyện duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Đẩy mạnh việc học tập suốt đời cũng như là học tập thường xuyên của các gia đình, dòng họ, đơn vị học tập cũng như là các cộng đồng học tập thôn bản thông qua việc xây dựng và triển khai các cái mô hình học tập, mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Qua cái phong trào này thì cái thời gian những năm vừa rồi thì cho thấy rằng cái tỷ lệ học sinh bỏ học ở trong các nhà trường là đã giảm rõ rệt. Ngược lại, cái tỷ lệ các em học sinh hết cấp 3 mà được vào chuyên nghiệp và đỗ đại học thì lại được tăng lên. Rất là nhiều gia đình cũng đã tự học tập, tìm tòi trong cái việc chuyển giao khoa học công nghệ để nâng cao cái đời sống gia đình. Đến nay, toàn huyện có gần 7.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, 11 dòng họ học tập, trong đó tiêu biểu là dòng họ Vũ, Hoàng Thọ ở xã Tân Tú, dòng họ Mai, xã Quân Hà. Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình học tập đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh cho người dân. Quý vị khán giả vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của huyện Bạch Thông. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.